kiểu là M thứ ba mà chúng ta khám phá ở đây là kiểu là M theo biên dạng giải, tức là như kiểu các bạn kéo gradient vậy. Tôi chọn đối tượng ảnh và chúng ta tiếp tục vào filter, vào blur và chọn hút. Sau khi chọn xong, các bạn có thể xoay đối tượng này. Tôi muốn khu phố ở giữa sẽ rõ và các đối tượng còn lại sẽ bị mờ. Tôi sẽ kéo vị trí này sao cho hợp lý nhất. Tôi kéo sâu vào, đẩy vị trí này vào, hoặc là đẩy vị trí này vào và làm nhòe nó đi. Và cường độ chúng ta có ở đây ví dụ như vậy. Với cách này hoàn toàn dễ hiểu phải không các bạn? Các bạn lưu ý rằng với các đối tượng này chúng ta chỉnh vừa phải, đừng quá tay. Nếu tôi kéo quá cao thì trông rất không thật. Tôi sẽ giảm lại một chút, hơi mờ một chút sẽ đẹp hơn. Và nếu như các bạn đồng ý, các bạn có thể ok. Ảnh của chúng ta trông hấp dẫn hơn, nhìn có chiều sâu hơn và có thành phần chính phụ.